Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 tháng 6. Chuyến thăm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Đây không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga với quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm cũng thể hiện Việt Nam tích cực thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và đóng góp vào hòa bình, ổn định trên thế giới. Chưa dừng lại ở đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước cũng sẽ trao đổi tích cực và trọng điểm hơn về các hợp tác từ kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục và đặc biệt là an ninh quốc phòng. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam có thể mua thêm các vũ khí từ Nga với mục đích nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh tình hình thế giới và đặc biệt là khu vực Biển Đông đang có nhiều căng thẳng. Và một trong những loại vũ khí của Nga đã được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây là các máy bay chiến đấu Su-30SM, loại vũ khí được cho là phù hợp nhất để lấp vào khoảng trống của các máy bay MiG-21 đã nghỉ hưu và các máy bay Su-22 đã sắp đến hạn ngừng bay. Vậy, máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga mạnh thế nào? Và vì sao không quân Việt Nam muốn mua các máy bay này để thay thế MiG-21 và Su-22? Mời các bạn cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Như chúng ta đã biết, hiện nay sức mạnh chủ lực của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam là các máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư Su-30 MK2 do Nga phát triển được tối ưu hóa cho vai trò chiếm ưu thế trên không, phòng không, tuần tra trên không và hộ tống, cùng với đó là số lượng nhỏ tiêm kích Su-27 làm nhiệm vụ không chiến chuyên nghiệp. Ngoài ra, một phần sức mạnh của lực lượng Không quân Việt Nam còn đến từ một số lượng lớn máy bay cánh cụp cánh xòe Su-22 thuộc thế hệ cũ hơn. Tuy nhiên, phi đội Su-22 hiện nay vừa phải gánh vác trọng trách chi viện hỏa lực mặt đất, lại vừa phải gồng mình gánh thêm vai trò cường kích đánh biển, thậm chí cả tiêm kích phòng không để tạm thay thế các máy bay MiG-21 đã nghỉ hưu. Hơn nữa, tuổi thọ khung của Su-22 chỉ là 2.000 giờ bay, tức là tương đương với 20 năm phục vụ. Do đó, thời gian loại biên tiêm kích này đã cận kề. Mặc dù Việt Nam đã đủ khả năng để gia hạn hoạt động cho chúng, nhưng vì tính năng kỹ chiến thuật hạn chế, nên việc lựa chọn một dòng tiêm kích thế hệ 4 cộng, mới hơn và mạnh mẽ hơn là hướng đi hợp lý hơn đối với không quân chúng ta. Với tình hình thực tế của Việt Nam và thế giới hiện nay, trong khi chưa có ứng viên tiêm kích nhẹ nào tỏ ra nổi trội, thì Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào các sản phẩm của Nga. Có lẽ đây là sự lựa chọn hợp lý nhất vào lúc này. Và hai đại diện tiêu biểu nhất cho dòng tiêm kích đa nhiệm ở thời điểm hiện nay, đó chính là Su-30SM và Su-35. Hai mẫu tiêm kích này được giới quân sự đánh giá là có tính năng chẳng thua kém nhau. Tuy nhiên, khi bàn đến việc lựa chọn một trong hai, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng Không quân Việt Nam đang dành sự quan tâm nhiều hơn đến biến thể Su-30SM. Và gần như chắc chắn rằng chúng ta sẽ chốt đơn một lô hàng Su-30SM lớn trong tương lai không xa. Vậy dòng máy bay này có gì đặc biệt và chúng liệu có đủ khả năng bảo vệ vùng trời Việt Nam hay không? Như đã nói, nhu cầu mua sắm máy bay chiến đấu mới của Không quân Việt Nam trong tương lai gần như là điều tất yếu. Và trên thực tế điều này cũng được Giám đốc Cơ quan Quân sự Quốc tế Liên bang Nga ngầm khẳng định qua những video chia sẻ với báo chí của nước này. Theo đó, ông nhấn mạnh rằng, trong tương lai gần, theo kế hoạch Nga sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Hà Nội về các vũ khí thiết bị quân sự trang bị cho Không quân và Hải quân Việt Nam. Moscow cũng khẳng định, bên cạnh các máy bay tiêm kích hạng nhẹ kiêm huấn luyện IAC-130, Việt Nam cũng quan tâm tới việc mua sắm thêm các tiêm kích đa năng dòng Su-30 và máy bay huấn luyện sơ cấp IAC-152. Lời khẳng định của quan chức Nga đã tiết lộ mối quan hệ của quân đội Việt Nam tập trung vào dòng Su-30SM hơn là Su-35. Nhìn vào tình hình thực tiễn có thể thấy, việc Không quân Việt Nam chọn mua thêm dòng Su-30 là quyết định đúng đắn, bởi đây là dòng tiêm kích đa năng thế hệ 4 cộng, là phiên bản nâng cấp dành riêng cho Không quân Việt Nam, được trang bị nhiều tính năng hiện đại,
có nhiều điểm tương đồng và thậm chí là vượt trội so với các tiêm kích thế hệ 4 cộng hiện đang có của phương Tây. Hơn nữa, dòng Su-30 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa dạng khác nhau trong bất kỳ điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt nào, bất kể ngày hay đêm, và có khoảng cách rất phù hợp cho tác chiến tầm xa trên Biển Đông của Việt Nam. Những chiến đấu cơ này có phi hành đoàn gồm 2 người, một người lái và một người điều khiển vũ khí, sẽ thuận lợi hơn và an toàn hơn, đồng thời cũng dễ dàng trong việc huấn luyện và đào tạo phi công. Bởi nếu mua tiêm kích một người lái, thì sẽ cần phải mua thêm một số máy bay huấn luyện một chỗ ngồi đi kèm. Điều này không thật sự hợp lý so với tiềm lực kinh tế và ngân sách quốc phòng của Việt Nam. Vậy, câu hỏi đặt ra là không quân Việt Nam sẽ chọn mua dòng Su-30 nào? Vâng thưa quý vị, câu trả lời đó chính là biến thể Su-30SM. Cơ sở để khẳng định như vậy xuất phát từ việc chúng ta gửi phi công sang Ấn Độ huấn luyện trên tiêm kích Su-30 MKI, theo hiệp định ghi nhớ do Bộ Quốc phòng hai nước ký vào năm 2016 tại New Delhi. Đây lại là mẫu máy bay có thiết kế khá tương đồng với mẫu Su-30SM. Tiêm kích Su-30SM là máy bay chiến đấu thế hệ 4 cộng hiện đại của Nga, được nghiên cứu chế tạo bởi tổ hợp công nghệ hàng không Sukhoi. Đây được coi là chiếc máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cao nhất thế giới, ở chuẩn máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, nếu không kể đến Su-35 là đỉnh cao của dòng Su-30 danh giá và không có đối thủ cùng loại xứng tầm. Su-30SM có chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m và chiều cao lên tới 6,3m. Nó có trọng lượng rỗng 17,7 tấn và khối lượng cất cánh lên tới 34,5 tấn. Tiêm kích này của Nga được thiết kế cho vai trò chiếm ưu thế trên không, cũng như tấn công chính xác đa mục tiêu mặt đất. Và để làm được điều này, máy bay được trang bị hai động cơ kiểm soát vector lực đẩy Saturn An-31 có động lực đẩy lên tới 2.500 kg. Với hai động cơ mạnh, máy bay có thể đạt được vận tốc 2.100 km/h, cùng với tầm hoạt động lên tới 3.000 km. Ngoài động cơ điều chỉnh hướng phụt 2D, Su-30SM còn được thiết kế cánh mũi, giúp cho chiếc máy bay này trở nên siêu cơ động trong không chiến. Bên cạnh khả năng chiếm ưu thế trên không và tấn công chính xác mặt đất, Su-30SM còn có thể thực hiện các cuộc tấn công các mục tiêu trên biển và thực hiện các sứ mệnh chống tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Su-30SM được trang bị tổ hợp radar mảng pha thụ động N011 Burbas, có khả năng phát hiện cùng một lúc 15 mục tiêu và có thể tiêu diệt 4 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách 400 km. Thêm nữa, Su-30SM còn được gắn một radar ở phía sau đuôi để theo dõi và phát hiện các mối đe dọa từ phía sau như tên lửa hoặc máy bay đối phương. Đó là còn chưa kể đến khả năng mang theo 8,5 tấn vũ khí trên 12 chốt treo, bao gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa diệt hạm, bom thông minh, rocket và bom thông thường hiện đại của Nga. Đặc biệt khi cần, tiêm kích này còn có thể mang bom hạt nhân chiến thuật, một khẩu pháo 30mm cùng với tổ hợp tên lửa phòng không S-350 BTS. Hiện nay, Su-30SM chỉ mới được sử dụng trong không quân Nga, tuy nhiên nó đã được rất nhiều nước quan tâm như Việt Nam, Algeria, Venezuela, Iran hay Syria. Loại máy bay này sẽ vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga trong 10 đến 15 năm tới, trước khi bị Su-35 và Su-57 xoán ngôi. Nhìn chung, sức mạnh của máy bay Su-30SM được đánh giá là tiệm cận với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và thua đôi chút so với Su-35 phiên bản đời đầu. Tuy nhiên, như đã nói, nếu để lựa chọn một trong hai thì tiêm kích Su-30SM được cho là sự lựa chọn phù hợp hơn dành cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Đầu tiên về vấn đề kinh tế, Su-30SM có giá 55 triệu đô la Mỹ, rẻ hơn nhiều so với mức giá là 85 triệu đô la Mỹ của Su-35. Điều này là một trong những yếu tố tác động lớn đến quyết định chọn loại vũ khí nào. Bởi trong bối cảnh hiện nay, khi lục quân cũng đã tiếp bước hải quân và phòng không không quân trên con đường tiến lên hiện đại, thì việc trang bị vũ khí khí tài cũng phải được chi tiêu một cách hợp lý nhất, sao cho vừa đảm bảo khả năng chiến đấu cho quân đội mà vẫn tiết kiệm ngân sách. Nếu chỉ chăm đầu tư cho mỗi một quân chủng thì kiểu gì cũng không ổn. Ai mà biết Trung Quốc sẽ đánh ta theo đường biển, đường hàng không, đường bộ hay là cả ba. Thứ hai, về thiết kế kỹ thuật. Hiện nay nhu cầu về máy bay tiêm kích hai chỗ ngồi của Việt Nam vẫn còn rất lớn và chúng ta cũng đã có thời gian để làm quen với dòng máy bay này. Trùng hợp thay, Su-30SM được thiết kế với hai phi công điều khiển nên sẽ nhân đôi khả năng chiến đấu cho máy bay khi thực hiện các nhiệm vụ trên không, giúp máy bay có ưu thế lớn về thời gian trong không chiến.
Hơn nữa, các máy bay dòng Su-30 cũng tỏ ra phù hợp với địa hình và chiến thuật của Việt Nam. Không phận Việt Nam có chiều sâu ngắn, diện tích nhỏ hơn nhiều so với Nga, nên mua một số máy bay có khả năng không chiến tầm xa tốt như Su-35 là không cần thiết. Đồng thời, bản thân dòng máy bay Su-30SM cũng phù hợp với lối đánh tấn công đường không kiểu nửa đánh chặn và công kích. Thứ ba, về hiệu quả thực chiến là một chiếc tiêm kích đa dụng, ngoài khả năng cơ động và không chiến linh hoạt, Su-30SM còn có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền và trên biển. Nó cũng có thể thực hiện các sứ mệnh chống tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Đáng kinh ngạc nhất là khả năng bám sát máy bay không người lái với tốc độ chậm trong nhiều giờ cực kỳ đỉnh cao. Su-30SM cũng có thể coi là ứng cử viên sáng giá nhất để xây dựng thế trận phòng không và chiếm ưu thế trên không hiện đại của quân đội Việt Nam, đưa trình độ tác chiến của quân đội ta lên tầm cao mới, tiếp bước truyền thống của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong một video được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào hôm 22 tháng 5, một tiêm kích đa năng Su-30SM xuất kích, đánh chặn nhóm xuồng không người lái Ukraine trên Biển Đen, được giới chuyên gia quân sự Nga phát hiện cất cánh với hai tên lửa đối không tầm SAR-37M ở dưới bụng và cánh trái, đánh dấu lần đầu tiên loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm này xuất hiện trên các tiêm kích dòng Su-30. Không quân Nga trước đây chỉ lắp tên lửa R-37M cho tiêm kích hạng nặng MiG-31BM và Su-35S làm nhiệm vụ tuần phòng trên không phận Ukraine. Trang bị loại vũ khí này cho Su-30SM có thể giúp Nga tăng cường khả năng đánh chặn mục tiêu từ xa, giải tỏa một phần nhiệm vụ của phi đội Su-35S và MiG-31BM, đồng thời tận dụng số lượng lớn Su-30SM có sẵn trong biên chế. Tên lửa đối không tầm SAR-37M, còn có tên gọi khác là RVVBD, được Viện Thiết kế Vimpel phát triển và được đưa vào biên chế Không quân Nga từ năm 2014. Mỗi quả đạn dài hơn 4m, đường kính thân gần 0,4m, nặng 510kg. Tên lửa R-37M được cho là đạt tầm bắn tới 300km và từng hạ mục tiêu ở khoảng cách 304km trong thử nghiệm. Tên lửa này của Nga được trang bị đầu dò radar chủ động và bán chủ động, ứng dụng nguyên lý bắn và quên, có thể tự tìm tới mục tiêu sau khi được khai hỏa mà không cần phi công điều chỉnh. Khi nhắm bắn, các radar của máy bay phát hiện mục tiêu từ xa. Khi tìm được mục tiêu, kể cả máy bay tàng hình hoặc tọa độ tương đối của nó, máy bay sẽ bắn tên lửa về vùng mục tiêu nhờ hệ thống dẫn đường quán tính. Khi tới gần mục tiêu, R-37M sẽ bật radar dẫn đường và tăng tốc nhanh chóng lên vận tốc siêu vượt âm. Lúc này, phi công địch mới phát hiện tên lửa đang nhắm đến, nhưng đã không còn đủ thời gian để xử lý. Có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam không nên mua máy bay của Nga nữa, đặc biệt là sau những sự cố rơi máy bay quân sự gần đây. Họ cho rằng hàng của Nga chất lượng không đảm bảo và Việt Nam nên chuyển hướng sang mua vũ khí của Mỹ, mà ứng cử viên đang được đồn đoán nhiều nhất, đó là các chiến đấu cơ F-16 chứ danh. Vậy theo các bạn, đâu là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Không quân Nhân dân Việt Nam trong lúc này? Chúng ta nên chọn Su-30SM của Nga hay là F-16 có nguồn gốc từ Mỹ? Xin hãy để lại ý kiến quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy nội dung hay, bổ ích thì đừng quên like và nhấn đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.